Bộ phim Tái Thượng Phong Vân Ký. Tập 19. Thường Hưng Hiệu. Đây đúng là một cách tốt hơn hết luôn đó. Tam gia, tốt thì tốt, nhưng mà chuyện này nếu để một mình ta làm thì ta không làm được đâu. Cho nên vẫn phải phiền ngài dựng lá cờ đầu để ta có thể đi tiên phong. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Nhưng mà ta vẫn còn vài thắc mắc. Thứ nhất là một khi thương đại được thành lập thì phải tích trữ vật tư và thực phẩm. Nhưng bây giờ trên thảo nguyên nạn cướp hoành hành, như vậy không phải chúng ta trợ cấp cho thổ phỉ hay sao? Điều này ta có suy nghĩ tới rồi. Chúng ta có thể thành lập đội hộ vệ thương đài. Ta đã dặn bố Lỗ Đức đi tới đàm phán với các huynh đệ Mông Cổ ven đường núi. Có thể nhờ các huynh đệ Mông Cổ giúp chúng ta tìm một đội hộ vệ. Dĩ nhiên sẽ tặng cho họ một chút hàng hóa để đáp trả. Được thôi, như vậy quả là một công đôi việc. À, còn một vấn đề nữa, xây dựng 16 thương đài cần một số vốn rất là lớn đó. Số tiền này cậu định kiếm từ đâu? Ê, nếu thương đài mà xây dựng tốt rồi, chúng ta đều sẽ được lợi. Cho nên ta muốn nhờ Tam gia triệu tập thương hội, kêu gọi mọi người góp vốn vào. Xem ra cậu đã tính từ sớm rồi. Được, ta sẽ cổ suý mọi người trong thương hội. Nếu chuyện này mà thành công á, thì sẽ là một chuyện vui ở Trương gia khẩu chúng ta đó. Đa tạ Tam gia. Hey. Tam gia. Tuấn Kiệt còn một việc phải nhờ giả Tam gia. Cậu đang làm gì vậy? Tam gia, trước kia Nhất Phiến Hồng bị ép làm thổ phỉ, nhưng mà vụ của Thường Ngũ gia tuyệt đối không phải ý của cô ấy. Kẻ nổ súng đã bị cô ta xử tử rồi. Tuấn Kiệt muốn xin Tam gia xử trí khoan hồng, tha mạng cho cô ấy. Cô ta đang ngồi tù của quan phủ, có tha hay không ta không quyết định được. Ta cần một câu nói của Tam gia. Chỉ cần Tam gia không truy cứu vụ Ngũ gia nữa, vậy thì cô ta chỉ phải ngồi tù thôi, chứ không tới nỗi mất mạng. Đợi cô ta mãn hạn tù, ta sẽ cho cô ta và người của cô ta trở thành một đội hộ vệ trong thương đội chúng ta, coi như lập công chuộc tội. Tuấn Kiệt à, tâm lòng của cậu Thường Mẫu ta tự nhận không bằng. Chuyện này ta nhận lời cậu, tin rằng lão ngũ trên trời có linh thiêng cũng sẽ hiểu được tâm lòng của cậu thôi. Ta thay Nhất Phiến Hồng đa tạ Tam gia đã tha mạng. Đa tạ. Ta tới rồi Nhất Phiến Hồng à. Nè, qua đây giúp ta một tay, nhanh lên, ăn cho nóng. Không phải nói rồi sao, lần nào cũng mang cả đống đồ ăn. À, mấy đồ ăn này đều là Tuấn Kiệt dặn làm cho cô đó. Ta có may cho cô hai bộ đồ nè. Huynh, hay huynh may cái này cho ta làm cái gì? Ta ở chỗ này không cần phải mặc đồ tốt như vậy đâu. Vậy thì giữ lại rồi về mặc. Cô xinh đẹp tới như vậy thì nên mặc xiêm y đẹp một chút chứ. Ý huynh là sao vậy? Dụ dỗ ta hả? Chuyện này thực ra thì ta thích cô đã lâu rồi. Huynh nói cái gì vậy? Không phải, ta biết là thực ra cô vẫn luôn thích Tuấn Kiệt, nhưng mà Tuấn Kiệt ngoài cô vợ Thước Hỷ ra còn có nạp thiếp nữa. Ta nghĩ huynh ấy hình như cũng không hề có ý đó với cô, cho nên cô cảm thấy ta có được không vậy? Lỗi Tuấn Kiệt lại lấy vợ sao? Không phải, cô đánh ta làm gì? Có phải ta ghép đôi đâu? Không phải huynh nói sao? Mẹ, làm sao vậy hả? Có rồi à? Mấy tháng rồi, còn có muốn ăn chua hay ăn cay không?
Người ta nói ăn chua là con trai đó. Con ăn quá no, đầy bụng thôi. Tụi con còn chưa viên phòng nữa. Cái gì? Chưa viên phòng à? Vậy mà con còn gây động tĩnh to lớn như vậy. Phải rầm rộ như vậy mới danh chính ngôn thuận được chứ. Con đúng là không biết xấu hổ. Con nói xem, mẹ ngốc như vậy sao có thể sinh ra cô con gái như con được chứ. Cái đầu của con gái á giống ta. Con gái à, cha thật lòng bái phục con đó nghe. Bây giờ Lữ Tuấn Kiệt á sắp trở thành tài chủ lớn nhất ở Trương Gia Khẩu rồi. Con theo hắn ta cũng không có gì quá đáng. Cha không có ý kiến. À, lát nữa ta đi họp, bà vô bếp làm mấy món ngon cho con rể của bà đi, ta đem qua cho nó ăn. Dạ được. Ê. À, dạ. Ê. À, chào. Trưởng quầy Đổng. À, được, được, được. Ca. À, dạ được, dạ được. Huynh bị sao vậy? Thấy không khỏe hả? Ca, Huynh coi thịt dê làm cho con rể đệ. Thấy sao hả? Được rồi. Sao mà hay ra vẻ quá. Ta xui xẻo. Hồi xưa Lữ Tuấn Kiệt vẫn còn là cái thứ ăn hại, thì là con rể ta. Giờ thì sao? Làm lại cuộc đời trở thành đại tài chủ thì là con rể của đệ. Cái quái gì vậy? Coi kìa, ca ca Huynh không thể nói như vậy được. Đó là do Thức Hỷ không cần Tuấn Kiệt nữa. Bây giờ Khởi Vân và Tuấn Kiệt tâm đầu ý hợp như vậy, thật sự để đây cũng hết cách với tụi nó luôn á. Chào các vị. Dạ, ngủ già tới chào. Ê, con rể. Chào các vị. Con chờ một chút, con chờ chút. Được, được. Đa tạ, đa tạ. Con coi con bận rộn vậy kìa, tới mức không rảnh về nhà ăn cơm luôn. Cha dặn mẹ con á, chuẩn bị thịt dê, con đem về bồi bổ cho cơ thể đi ha. Ê, không cần, không cần. Ờ, Tôn Thúc à, chuyện của Tôn Khởi Dân. Ê, thôi thôi, không cần giải thích, không cần giải thích. Những chuyện trước đây á đều là do cha không đúng. Con và Khởi Dân là một cặp trời sinh xứng đôi vừa lứa, đẹp đôi nhất rồi đó. Ta và mẹ của con á, không không không, ta và nhạc mẫu của con ưng ý quá trời quá đất luôn à. Ờ, Tôn Thúc, chúng ta để sau hẳn nói được không? À, được, được, được. Con cứ bận việc của con đi ha. Cha sẽ cầm trước. Cha. Gọi ta đó hả? Nhầm rồi. Con gái của ta và cậu không còn quan hệ gì nữa. Nhìn thấy không vị này á, mang thịt dê cho cậu, khóc lóc nài nỉ cho cậu bồi bổ cơ thể mới là cha của cậu đó. Con rể, không sao, cứ bận việc trước đi, làm việc đi. Dạ. Được, mời vào trong. Mời vào trong. Mời vào. Mà đến rồi sao? Mời vào, mời vào. À, ngài đến rồi hả? À, được. Mời vào, mời vào. À, được, quan lên, quan lên. Mời vào trong, mời vào trong ha. Bây giờ mời vào trong. Mời vào trong. Mời vào trong, mời vào trong. Thường Tam gia. Cụ tiên sinh, sao Tuấn Sơn chưa đến vậy? Bẩm Tam gia, thương đội của Tuấn Sơn bị huynh đệ nhà nó cướp đi mất rồi. Ngài nghĩ xem, tâm trạng của nó tốt được hay sao? Gần đây nó chỉ biết ăn chay niệm Phật, tội nghiệp lắm, cho nên giờ tôi phải đến thầy nó. Chịu khó niệm Phật cũng tốt, hy vọng Phật tổ có thể chỉ điểm nhiều hơn để cậu ta tỉnh táo một chút. Bằng không bị người ta bán rồi cũng không biết nữa. Mời vào trong. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mọi kế hoạch và suy nghĩ của ta chính là như vậy. Ta đã trình bày xong. Ê, phải đâu, phải đâu, đúng vậy đó. Thế sao? Đâu, ta thấy vậy cũng được mà. Phải không? Thì sao? Chứ có ngài sao? Ngài nghĩ sao vậy? Ngài biết đâu rồi. Các vị, ta bày tỏ thái độ trước. Chuyện này thì ta hoàn toàn tán thành. Một câu thôi, ta tham gia, cũng hy vọng mọi người đều có thể tham gia.
Các vị, chuyện của con rể ta, ta bắt buộc phải tham gia. Con rể đệ, sợ người khác không nghe thấy hả? Hai cha con của đệ giống y hệt nhau. Ta cảm thấy rất tốt, nhưng mà có một chuyện ta muốn hỏi một chút. Sau này nếu như gây dựng xong rồi, Lữ Đông Gia, cậu dự định thu bao nhiêu tiền phí qua trạm như vậy? Dù thế nào cũng phải đắt hơn tiệm xe ngựa. Trời ơi, nói vậy sao cuộc qua có ý gì đấy? Vậy sao đây? Phải đó. Các vị, sau này tất cả thương đài của chúng ta ăn uống ngủ nghỉ, lương thực cho ngựa, tiền khám đại phu và tất cả những chuyện khác, tất cả đều không thu tiền. Chuyện gì nữa mà không cần tiền? Không cần tiền sao? Không cần tiền sao? Vậy là sao? Đồ sốc mặt vậy? Không cần tiền hả? Chị không phải làm ăn thua lỗ hay sao? Ta không có làm ăn thua lỗ đâu nghe. Các vị, Lữ Tuấn Kiệt ta đương nhiên không làm chuyện làm ăn thua lỗ. Bất cứ thương đội nào tới thương đài chúng ta đều phải miễn phí giúp thương đài chúng ta đưa lá trà tới Khố Luân. Và sau khi quay trở về phải mang đất kìm về. Còn về số lượng thì dựa trên số lượng hàng hóa của thương đội để tính toán. Chỉ mang lá trà và đất kèm thì có thể kiếm được bao nhiêu? Ta đồng ý dùng thương đài, cũng đồng ý mang lá trà và đất kiệm cho thương đài chúng ta. Nhưng mà còn chuyện hùng cổ phần thì thôi đi. Phải học đúng hả? Đúng. Các vị, chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Sau này 16 thương đài này nếu như được xây xong thì không khác gì con đường này có thêm 16 cái trương gia khẩu. Cơ hội kiếm tiền của chúng ta ở ngay phía sau đó. Lữ Đồng Gia, có một chuyện ta muốn hỏi cậu. Cậu kêu mọi người khi quay về mang đất kiềm về, có phải muốn xây dựng xưởng kiềm không? Cụ Đại Trạch, ông chỉ là một tên tay sai đi tới đây để thay cho đại ca của ta thôi mà. Ông không có tư cách hỏi. Ta với ông không có gì để nói. Được rồi, những gì nên nói đã nói hết rồi. Chút nữa có ai hứng thú muốn cùng xây dựng với Lữ Tuấn Kiệt thì ở lại đây tiếp tục bàn bạc. Còn ai không tham gia thì bây giờ có thể về được rồi. Vậy thôi. Bây giờ sao? Cáo từ. Đi thôi. Đi thôi. Thôi đi. Cáo từ. Đi thôi. Thôi. Về nghe. Ê, đứng lại. Không phải vừa rồi đệ muốn nói giúp đỡ con rể đệ hay sao? Sao bây giờ cũng đi như vậy? Ca ca, thời thế không có đúng đâu. Người ta đi hết rồi, đệ còn ở lại đây làm cái gì nữa? Hơn nữa, đệ còn phải về dặn dò với Khởi Vân khuyên nhủ Lữ Tuấn Kiệt. Đừng có mà xài hết số tiền vừa mới kiếm được đến tay, có đúng vậy không? Ca ca. Cầm đi. Đi. Cha về trước một chuyến đây. Tuấn Kiệt à, cậu coi. Chuyện này cũng không thể trách mọi người. Dù sao, chuyện này cũng chưa có ai làm bao giờ. Chỉ dựa vào cái miệng của ta, khó để cho người ta tin tưởng được. Nhưng mọi người đều đồng ý, suy nghĩ xây dựng thương đài của ta đã khiến ta cảm động lắm rồi. Nhưng mà không có tiền thì chuyện này cũng không thành được. Ta vốn dĩ đã tính toán cùng lúc xây dựng 16 thương đài. Xem ra bây giờ chỉ có thể làm từng cái. Nhưng ta tin rằng, đợi khi thương đài đầu tiên xây dựng xong, có thu hoạch rồi, thì tự động họ sẽ tin tưởng chúng ta, ủng hộ chúng ta. Tuấn Kiệt à, cậu có lòng tin này là tốt. Ta ủng hộ cậu. Đa tạ tam gia. Ta cũng tham gia. Nhạc phụ đại nhân, ý của cha là tiền trang của cha cũng đồng ý hợp tác với con. Chuyện này của cậu mọi người đều không đồng ý, cho nên tiền của tiền trang không thể dùng được. Nếu không, danh dự của tiền trang tôn gia ta sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cá nhân của ta đồng ý ủng hộ cậu, ta sẽ dùng tiền riêng của ta. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Đừng có vội đa tạ. Ta cảm thấy hợp lý nên mới làm thôi. Tôn Lương Ngọc tầm nhìn hạn hẹp vậy, không nhìn thấu được thương cơ bên trong, đó là do bọn họ ngu. Còn nữa, sau này đừng gọi ta là nhạc phụ nữa, ta không gánh nổi đâu.
con nói lời nào đi chứ. Hơi. Cha, sao cha lại tức giận như vậy? Thế niên, hôm nay ta đến thương hội để họp. Lữ Tuấn Kiệt muốn sửa thương đài, còn muốn mua đứt kiềm. Ta nói chuyện này với lại Tuấn Sơn, nhưng mà hắn không nói gì hết, khiến ta tức chết đi được. Lữ Tuấn Kiệt muốn mở xưởng kiềm sao? Đúng vậy, ta cũng thấy hơi lạ đó. Xưởng kiềm là chuyện làm ăn lớn. Đáng lẽ xưởng kiềm của chúng ta gần đây ngày càng yếu kém rồi. Bây giờ nếu như hắn chen vào thì chúng ta càng khó làm ăn hơn. Cha con nói nghe, con đã sớm nói với cha rồi, không thể nợ tiền của bên xưởng kiềm được, không thể nợ. Nhưng cha thì sao? Ăn bớt tiền mua kiềm càng ngày càng nhiều, ngay cả tiền lương của công nhân cũng ăn bớt nữa. Như vậy thì chuyện làm ăn sao mà thành được? Con ở đây nói nhảm cái gì vậy? Dạo này chúng ta đang kẹt tiền mà. Đã kẹt tiền mà cha còn đánh bạc nữa. Bớt đi đánh bạc chẳng phải dư tiền hả? Được rồi, con đừng có lải nhải chuyện này nữa. Con nói đi, bây giờ phải làm sao đây? Còn có thể nói sao nữa chứ? Muốn hắn ta xây thương đài không được, không mua được đất kiệm là xong thôi. Đúng ha. Hay. Được. Lữ Đông Gia, sảng khoái. Lữ Đông Gia, chuyện xây dựng thương đài, Bố Lộ Đức đã nói với chúng tôi rồi. Thương đài này xây xong rồi thì chúng tôi có thể miễn phí lấy được nồi thép, giả dốc, bò dây của chúng tôi có thể bán giá tốt. Đây là chuyện tốt nhất trên đời. Còn vấn đề an toàn của thương đài này, có chúng tôi đây, thổ phỉ không dám làm gì đâu. Đa tạ. Nào, chúng ta uống tiếp thôi. Nào, cạn. Rót đi. Nào. Nè, mời các vị. Rót đi. Nào, vui vẻ nha. Cạn một ly. Xin mời. Nào, cạn. Được, ta mời tất cả ba ly nữa. Cạn thôi. Được. Được. Nào. Cạn. Thủ thông cổ, chiến phàn tạo. Nhị thông cổ, khẩn chiến bào. Tam thông cổ, đào xuất tiêu. Tứ thông cổ, mã binh giao. Tấn Kiệt à, huynh đừng có hát nữa. Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Lão uống bố. Nhiều quá, uống lão nhiều bố. Quá. Đi thôi. Ta nói nè lão bố, ta nói huynh nghe ta rất vui. Chúng ta đi uống tiếp đi. Không, Tấn Kiệt à, hôm nay không thể uống tiếp được nữa. Ngày mai ta còn không. Có việc nữa. Ta không đi muốn thôi. Về. Ha. Đi, đi nghỉ đi. Ha. Đi, lên, ta cổng lên. Đây, anh đi. Huynh đi, vô phòng ngủ. Đi thôi, huynh uống rượu xong, huynh nặng thật đó. Về phòng nghỉ ngơi đi. Thôi chi, cô về trước đi, chỗ này không cần cô. Sáng mai gặp nha. Quỳnh nghỉ sớm đi. Sáng mai gặp.
Thước Hỷ, nàng đến rồi. Đừng giả bộ nữa, biết chàng vậy rồi. Lữ Phúc à, Tuấn Kiệt đâu? Hình như vẫn chưa dậy. Cái gì? Đã trễ vậy rồi mà vẫn chưa dậy hả? Dạ. Không lẽ tối qua uống nhiều quá xảy ra chuyện gì hay sao chứ? Lữ Phúc, ngươi ra đầu phố kêu một tô mì nóng về, rồi sai người đem hai chỗ nước nóng qua. Đông Gia tối qua uống nhiều rồi, bây giờ vẫn chưa thức. Hả? Hả? Còn đứng đó làm gì? Đi mau lên. Dạ. Phương tiên sinh sớm dậy hả? Tuấn Kiệt tối qua uống nhiều quá, bây giờ vẫn chưa thức dậy. Quên đi chào hỏi giúp cô ấy, ta hầu hạ xong sẽ kêu cô ấy qua hả? Phu nhân. Để ta tự làm. Sao vậy? Sau này không được đụng vào hả? Tối qua, xin lỗi muội. Tối qua ta uống say rồi. Chàng không cần giải thích, thiếp tự nguyện mà. Xin lỗi cái gì chứ? Có phải chàng không cần thiếp nữa không? Nếu chàng không cần thiếp nữa, bây giờ thiếp đi luôn. Nè. Nghe ta nói một câu đi. Nói đi. Chúng ta tối qua tuy rằng đã xảy ra chuyện đó, nhưng mà chúng ta không thể bỏ mặc Thước Hỷ. Thiếp biết rồi. Thước Hỷ là tỷ tỷ thiếp, tỷ lớn thiếp nhỏ, thiếp chấp nhận. Nhưng thiếp nói trước đó nha, chàng không được có thêm ai nữa. Nếu chàng có thêm người khác, thiếp không chấp nhận. Bây giờ ta còn có gì? Uống chút đi. Không uống đâu, sau này không bao giờ uống nữa. Giữa đệ và Tôn Khởi Dân lùi một vạn bước mà nói, cô ta có phải vợ đệ không? Đến mức như vậy hay sao? Đệ và cô ta vốn dĩ không phải mối quan hệ đó. Tối hôm qua thì đệ đã coi cô ta là Thước Hỷ.
Ây da, Tuấn Kiệt à, huynh cảm thấy việc này đệ không cần nghĩ nhiều đâu. Nếu như gạo đã nấu thành cơm rồi, chúng ta chịu trách nhiệm với cô ta không phải là được rồi sao? Đệ vẫn cảm thấy có lỗi với Thước Hỷ. Thực ra huynh cũng lo lắng về quan hệ của đệ và Thước Hỷ, nhưng mà tình hình trước mắt là ca ca đệ, huynh lại hy vọng có một cô vợ ở bên cạnh đệ, tận tâm chăm sóc cho đệ. Huống hồ huynh cảm thấy con người của Tôn Khởi Dân đó cũng được, ít nhất thì cô ta cũng tốt hơn cái cô Nhất Phiến Hồng đó. Tứ ca, cái gì chứ không biết nữa. Tự nhiên uống nữa rồi. Sau này huynh đừng đến nữa. Ta nói nè Tiểu Cầm à. Ai cho huynh gọi ta là Tiểu Cầm chứ? Sao cô nói cha mẹ cô gọi cô là Tiểu Cầm mà? Đó là cha mẹ của ta, huynh đâu phải. Không còn bao lâu nữa ta sẽ trở thành người đàn ông của cô rồi. Nhảm nhí. Nè, huynh không biết xấu hổ có phải hay không? Ai nói huynh là người đàn ông của ta vậy? Thì đã lâu như vậy rồi, cô không thể ăn nói nhẹ nhàng hay sao? Ê, họ Phương kia, ta thật sự không hiểu đó nha. Bây giờ tốt xấu gì huynh cũng là một đại tài chủ, huynh muốn tìm người phụ nữ thế nào cũng được mà, tại sao cứ phải chạy đến trong tù bám lấy ta chứ? Ta không thích những người phụ nữ khác, ta chỉ thích có mình cô. Nhưng ta không thích huynh. Không thích, chính là không thích. Tuấn Kiệt cũng đã viên phòng với thiếp rồi đó, cô còn nhớ nhung hắn hả? Ta không phải là nhớ nhung hắn. Lão Phương, huynh còn không hiểu hay sao? Ta định sẵn phải chết trong nhà giam này. Huynh đừng có uổng phí tấm lòng của huynh nữa. Cô sẽ không có chết đâu mà. Tuấn Kiệt đã thuyết phục được Thường Tam Gia, Thường Tam Gia cũng đồng ý tha cho cô một con đường sống. Tuấn Kiệt đang nghĩ cách nhanh chóng giành lấy cơ hội để cứu cô ra ngoài rồi. Thật sao? Đương nhiên là thiệt rồi. Cô không tin lời của ta, lẽ nào còn không tin cả Tuấn Kiệt? Ta càng không thể đồng ý với huynh. Tại sao vậy? Cô không thích ta tới vậy hả? Phương tiên sinh, ta bây giờ ta không phải là đứa con gái trong trắng nữa. Chuyện tình cảm ta cũng không muốn đụng tới. Nếu như ta có thể ra ngoài được thì ta sẽ cạo đầu đi làm ni cô. Sau này huynh đừng đến tìm ta nữa. Huynh đến ta cũng không gặp. Huynh đi đi. Ta sẽ còn tới đây nữa. Phụ thân, tên Lữ Tuấn Kiệt chả thân thiện gì với chúng ta cả. Lần trước chuyện thương đội đã bị hắn từ chối thẳng thừng. Lần này chúng ta muốn đầu tư thương đài, hắn có thể đồng ý sao? Con đường kinh doanh này vẫn luôn thông đến Trương Gia Khẩu và Khố Lung, đi tiếp về phía bắc sẽ đến Kiakata. Nếu như chúng ta có thể khống chế được thương đài, với chúng ta mà nói, bất luận trong thương nghiệp hay là trong quân sự đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lữ Tuấn Kiệt bây giờ chưa nhận được sự chấp thuận của triều đình, cũng chưa có lực lượng đo vẽ bản đồ. Nếu như muốn thành công, không có sự ủng hộ chúng ta thì tuyệt đối không thể thành công. Cha tin là chỉ cần chúng ta cho hắn đủ lợi ích, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp thôi. Chúng ta vào trong. Lữ Đồng Gia, nghe nói cậu muốn mở thương đài, tôi muốn góp cổ phần. Không được đâu, chuyện này không phải lần trước nói rồi sao? Hơn nữa luật lệ Đại Thanh chúng tôi không cho phép. Cậu xem, bây giờ cậu không có tiền,
không có kỹ thuật lại không đạt được sự ủng hộ của triều đình, về việc này e là cậu không làm được. Mà tất cả tôi đều có thể giúp cậu. Thành hay không đều là chuyện của ta, không cần ngài phải lo lắng. Lữ Đồng Gia, tôi có thể bỏ ra 100 vạn lượng bạc. Ta chỉ cần 50% cổ phần. Ngài Fujiwara, nói cho cùng, ngân lượng của người Nhật các người không phải cướp từ triều đình Đại Thanh chúng tôi hay sao? Ta đang thiếu tiền, nhưng mà chuyện này miễn bàn. Lữ tiên sinh, tiên sinh vẫn nên cân nhắc thêm đi. Dù sao thì chúng tôi không cần nữa. Ta còn phải khởi hành tới kinh thành làm việc đi. Lữ Phúc. Dạ Ngũ gia. Chuẩn bị xong chưa? Dạ chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát. Hai vị, thật sự xin lỗi, Lữ Mỗ không tiếp đãi nữa. Nếu muốn uống trà tại tụ nghĩa hưng của ta, ta có thể tìm người uống cùng. Không cần đâu Lữ Đồng Gia. Vậy thì chúng tôi xin cáo từ. Cáo từ. Phu nhân, kinh không phải chúng ta về Trương Gia Khẩu sao? Sao lại đến kinh thành vậy? Giật Long chưa từng đến kinh thành, ta muốn đưa thằng bé đi tham quan. Lần này đến Thượng Hải thật sự mở mang tầm mắt. Tiền trong ngân hàng ở chỗ đó quy mô so với Trương Gia Khẩu chúng ta lớn hơn rất nhiều. Còn nữa, nhân viên ngân hàng ở đó nói tiếng Tây rất là giỏi. Để xem ta về Trương Gia Khẩu mở một ngân hàng thì sao hả? Được chứ, vậy quá tốt rồi. Mẹ, con muốn ăn cái này. À, tiểu thiếu gia, muốn ăn hả? Kẹo hồ lô này bao nhiêu tiền vậy? Dạ, 1 văn tiền 1 cây. Chúng ta lấy cái này đi. Dạ. Đưa tiền. Cầm lấy. Mẹ, lấy cái này lớn hơn đi. Nè con. Phu nhân, người ngồi trên xe mới đi ngang qua hình như là Lữ Phúc. Đi thôi, ăn đi. Chuyện này sao? Không có đơn giản đâu. Không đơn giản tới mấy, cũng có việc mà thập tam gia không làm được sao? Ta đã tìm phạm đại nhân của Lý Phan Diện rồi. Người ta nói chuyện này bắt buộc phải thông qua sở quân cơ. Vậy có người quen ở sở quân cơ không? Hỏi thì hỏi rồi, cậu đoán xem người ta đoán sao? Ngài mau nói đi. Từ chối thẳng thừng luôn rồi. Có nói là tại sao không? Ta hỏi cậu, dạo này có phải cậu vừa mới cưới một người thiếp không? Tên là Khởi Vân. Nói chuyện này làm gì? Chuyện này xuất phát từ chỗ cô ta đó. Cô ta là người mà Tưởng đại nhân sở quân cơ nhắm trúng. Kết quả bị cậu cướp mất tiêu rồi. Cậu nói Tưởng đại nhân liệu có tha cho cậu được hay không? Chuyện này ông ta không những không tha cho cậu làm, mà còn khởi tố Hoàng Thái Hậu nữa kìa. À, đó là Lữ Mỗ trước giờ rất là ngang ngược, còn là gian thương Trương Gia Khẩu. Lần này muốn xây dựng thương đài, lỡ như theo phe kẻ địch mở ra cửa ngõ kinh thành thì sao đây? Cho nên nhất định phải ngăn chặn. Nói nhảm nhí. Ông ta lợi dụng chuyện công để trả thù sao? Nhưng mà chuyện này là do người ta quản lý. Cậu nói coi phải làm sao? Vậy thì không còn cách nào nữa sao? Cách sao? Trừ khi đi tìm Lý Tổng Quản. Ông ta xem như là đồng hương của chúng ta. Ta có thể đi nói chuyện với ông ta. Được. Vậy ngài đi thu xếp giùm ta đi. Ừ. Được, vậy mời vào trong. Nhà trọ Kinh Thuận. Phu nhân, là Lữ Tuấn Kiệt. Nói ra cũng trùng hợp, họ cũng đang ở quán trọ này. Nhưng lúc nãy ngài ấy vội vàng đi ra ngoài rồi. Thôi đi, mặc kệ chàng ấy, không liên quan gì đến chúng ta. Lý Tổng Quản à, ta kính ngài đều là những món ngon.
Đây đều là những món ông chủ Lữ mang đến đó. Lý tổng quản. Nào rót đây. Đậu phụ Hoài An, gà hun khói, ngon, ngon lắm, ngon thiệt à nha. Nếu biết ngài thích ăn thì sau này á thường xuyên bảo Tuấn Kiệt mang đến kính biếu cho ngài. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chuyện là như vậy. Tại hạ muốn xây dựng 16 thương đài ở Khố Lung và Trương Gia Khẩu để thuận tiện cho giao thương ở Trương Khố Đại Đạo. Được, được, được. Đừng có nói nhiều với ta nữa. Ta nghe không có hiểu đâu. Ngươi chỉ cần nói muốn ta giúp cái gì cho ngươi là được rồi. Tôi muốn nhờ tổng quản đại nhân để người của Sở Quân Cơ không bác bỏ điều trần là được. Thập tam mà, việc này giúp được không? À dạ, chuyện lợi nước lợi dân như vậy, ngài giúp được thì giúp liền đi. Vậy cũng được, ta hỏi giúp xem sao ha. Ây da, tốt quá rồi. À phải rồi, chuyện lớn như vậy, ta muốn nói được thì cũng phải có lý do. Chẳng hạn như chuyện con trai nuôi của ta. Nếu không, người khác lại hiểu lầm ta nhận ngân lượng nữa đó. Phải, phải, phải. Tuấn Kiệt, mau lên đi. Gọi cha nuôi, dập đầu đi. Gọi cha nuôi đi, dập đầu ngay đi. Dập đầu đi. Ta phải đi về rồi. Ra ngoài lâu quá rồi. Lỡ Thái Hậu gọi ta, ta đi vắng thì sẽ gặp phiền phức. Lý tổng quản, Lý tổng quản à. Được rồi, đừng có tiễn nữa, bị người khác thấy là không có tốt. Lý tổng quản. Tuấn Kiệt, cậu đúng là quỳ cũng đã quỳ rồi, dập đầu mấy cái thì đã làm sao đâu chứ. Đâu phải là ngài không biết, từ nhỏ ta đã là đứa bất hiếu, luôn hổ thẹn với cha. Bây giờ kêu ta gọi một thái giám là cha, chẳng khác nào chọc vô chỗ đau của ta hay sao? Chúng ta đang đi cầu xin người khác mà. Hả? Tục ngữ nói, ở dưới mái nhà không lẽ không cúi đầu. Việc này á, ta cũng chỉ giúp cậu tới đây được thôi. Nhà trọ Kinh Thuận. Thiếu gia, phu nhân đến rồi. Thước Hỷ đến sao? Đâu rồi? Là thiếp. Kích động như vậy làm gì? Sao muội lại chạy tới kinh thành? Chàng đang gặp phiền phức đúng không? Thiếp đây đến giải vây giúp chàng. Muội định giúp ta như thế nào đi? Định tới Sở Quân Cơ làm loạn, hay là đi tìm Tưởng Hàn Lâm kia phân bua? Thiếp không đến Sở Quân Cơ được. Nhưng mà thiếp có cái này. Của hồi môn mà bà cố thiếp để lại. Bút tích của tiền lão gia Tô Châu, đáng giá từng này. 1.000 lượng. Một dạng. Huynh muốn nhờ cậy Lý tổng quản có đúng không? Thiếp nghe nói là ổng thích cái này. Đúng vậy đó, tôi cũng nghe ngóng rồi. Tên Lý tổng quản này rất say mê tay nghề của tiền lão gia ở Tô Châu đó. Không được, của hồi môn của muội ta không thể đụng vào. Lữ Phúc, ngươi đi ra ngoài coi thử, xem có bảo vật nào tương tự như vậy thì mua về đi. Giờ chàng đi tìm thì làm sao kịp. Thiếp đã là người của chàng rồi, mạng sống cũng là của chàng. Huống hồ đây chỉ là những món đồ. Nhưng thiếp có một yêu cầu. Chụp hình với thiếp đi. Muội thích ta tới vậy sao? Thích chứ. Kiếp này chỉ chọn chàng. Ở Trương Gia Khẩu. Đúng là quá giàu có mà. Dạ phải. Ê, trời, nhìn xem nhìn xem, ngay cả món đồ này cũng có nữa. Đúng vậy. Ngài chịu giúp đỡ cũng là tạo phúc cho quê hương. Các vị hương thân cũng sẽ cảm tạ ơn đức của ngài mà. Sau này nếu muốn về quê dưỡng già thì cứ để cho tôi lo. Cũng vì người dân quê hương mà. Nếu không thì ngươi tưởng rằng ta chỉ vì ham hố món đồ này của ngươi đó. Dạ phải, phải. Đúng vậy, đúng vậy. Lỡ Tuấn Kiệt, nếu như ngươi không nhận người cha nuôi này ép vậy, chúng ta nói trước nha,
chuyện nào thì ra chuyện đó. Việc này mình làm xong rồi, hôm nay coi như chúng ta chưa từng gặp mặt, hiểu chưa vậy? Hiểu rồi, hiểu rồi. Lát nữa ra đường con muốn ăn gì mẹ sẽ mua cho con ăn. Dạ. Tỷ, tỷ cũng ở đây hả? Nghe nói tỷ qua lại với Tái Mậu. Cô nói linh tinh cái gì? Phu nhân ta và Tái Mậu hoàn toàn trong sạch, không phải vô liêm sỉ giống như cô và Lữ Tuấn Kiệt đâu. Cô nói cái gì vậy hả? Tiểu thư nhà ta là ngũ phu nhân chính thức của nhà họ Lữ đó nha. Cô nói ai là ngũ phu nhân chính thức vậy? Sao hả? Người ở Trương Gia Khẩu đều biết chuyện này. Tiểu thư nhà chúng tôi và Lữ Tuấn Kiệt đã bái đường và động phòng với nhau rồi. Cô xem, đây là ảnh vừa mới chụp đó. Cho dù đã động phòng, cùng lắm cũng chỉ là tiểu thiếp. Chính thức phu nhân đang ở đây, thố chi cô còn phải bưng trà rót nước đó. Lượm ảnh lên. Ta không lượm, cô là tiểu thiếp. Cô nói ai tiểu thiếp? Ta nói cô là tiểu thiếp. Cô nói lại xem. Tiểu thiếp, tiểu thiếp, tiểu thiếp. Cô nói ai là tiểu thiếp hả? Đúng là đồ tiểu thiếp. Đủ rồi. Tỷ, sau này đừng gọi ta là tỷ tỷ. Chuyện giữa cô và Lữ Tuấn Kiệt không liên quan gì đến ta. Quả Mi, đi thôi. Tránh ra.